Thưa quý vị, hiện nay việc quản lý các di tích di sản của đất nước đã được phân cấp phân quyền rõ ràng. Trong đó thì phần lớn là thuộc quyền quản lý cấp xã, nơi gắn liền với trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương làm tốt công tác bảo quản, phát huy giá trị di sản, thì cũng có nơi lại phải loay hoay tìm cách bảo quản những di sản đó, mà nguyên nhân là bởi thiếu sự hướng dẫn. Đây là chiếc tủ mà chính quyền xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội dùng để bảo quản tạm thời bộ mộc bản của Kim Truyền Lục, một di sản quý của làng Hạ Mỗ được nhân dân nơi đây hết sức trân trọng. Thế nhưng, đây chắc chắn không phải là chiếc tủ đạt chuẩn để bảo quản. Và dù chính quyền xã Hạ Mỗ rất muốn thay một chiếc tủ bảo quản khác, nhưng việc bảo quản cầm một chiếc tủ như thế nào thì các cán bộ nơi đây vẫn chưa tìm hiểu được. Tôi cũng rất là sốt ruột và cũng đã có ra Viện Kiều Hán Nôm, Thư viện Quốc gia để hỏi về cái quy cách bảo quản như thế nào, có cần những cái tủ như là để đảm bảo về cái nhiệt độ, đảm bảo cái độ ẩm để làm sao giữ được cái mộc bản này nó trường tồn với thời gian. Nhưng mà cũng chưa có một cái cơ quan nào hướng dẫn cho chúng tôi, và hiện tại thì như các anh chị thấy ở đây thì cái bảo quản của chúng tôi vẫn là rất là sơ sài. Theo lịch sử của làng thì bộ mộc bản này được khắc từ năm 1907 thông qua lễ đồng Giáng Bút, bao gồm 500 bài thơ về tình yêu quê hương đất nước. Với hơn 100 năm tồn tại, việc người dân làng Hạ Mỗ thu thập, lưu giữ được trọn vẹn tất cả các ván khắc đã là một việc khó. Nhưng còn khó hơn nữa khi qua thời gian, những ván khắc này đã có hiện tượng mục ruỗng bởi chưa được bảo quản đúng cách. Thậm chí đã có những ván khắc mục đã ăn vào chữ. Với cái thời tiết của Việt Nam thì cái bộ mộc bản là ngày một xuống cấp, và chúng tôi đang rất là sốt ruột, cũng mong là các cơ quan có chuyên môn là hướng dẫn cho chúng tôi về cách thức bảo quản và cách thức để kiểm kê đánh số để đưa vào lưu trữ để phục vụ cho công tác nghiên cứu về sau. Sau cái đợt mà kiểm kê các di sản quý hiếm của thành phố đấy, tôi nhớ là có một lần đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ có nói rằng là cần phải nghiên cứu để có một cái cơ sở bảo quản cho tốt, thì thành phố sẽ giúp cho địa phương các cái phương pháp. Thế nhưng mà từ đó nay thì thực ra cũng không có. Chúng tôi nghĩ là nếu như chúng ta không giữ được cái bộ mộc bản này thì thật là một đáng tiếc. Năm 2018, thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch kiểm kê di sản mộc bản tại các di tích trên địa bàn thành phố, trong đó bao gồm cả bộ mộc bản của Kim Truyền Lục. Tuy nhiên, sau gần 4 năm, chính quyền địa phương xã Hạ Mỗ vẫn đang loay hoay cách thức để bảo quản bộ mộc bản này chỉ vì thiếu hướng dẫn. Cũng theo chia sẻ của chính quyền xã, sắp tới chính quyền địa phương sẽ đề bạt hồ sơ lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để công nhận mộc bản của Kim Truyền Lục là di sản ký ức cấp quốc gia. Với hy vọng khi được trao danh hiệu thì di sản mới có thể nhận được sự quan tâm đúng mức.